Việc chào quý vị và các bạn thân mến Hôm nay việc về được uh, Một số chép còi Và một cặp lo toàn giải Việc bán thanh lý cho quý vị và các bạn Giá trị 800.000 thôi Giờ uh, trước khi uh, giới thiệu đến quý vị và các bạn Một cặp toàn giải thanh lý 800.000 và một số chép còi đó, Thì việc giới thiệu đến quý vị và các bạn Hai đôi lo nằm ở bên trong Sản phẩm đầu tiên uh, việc muốn chia sẻ Đến uh, quý vị và các bạn đó là Đôi lo của hãng Bionur HBM40 Quý vị và các bạn rồi thì về phần cái căn để việc uh, gửi căn gà đồ này về cũng đã có clip test rồi đồ này bát uh, 25 quý vị và các bạn lo ba đường tiếng bát 25 HBM 40 về cần phần kích thước để việc đo nha thì đồ này nghe nhạc trong phòng là rất là tuyệt vời âm thanh nó rất là hay ngang là 33 sâu là 29 chưa tính này căng sâu 29 uh, chiều cao là 57 lo này có thể ghép âm ly đèn được nha quý vị và các bạn âm thanh rất là hay các tiếng lo zin gân thì đã thay gân mút nha cái gân lo bát đã thay về phần thùng thì không có bể nở nha quý vị và các bạn thùng không có bể nở tuy nhiên nó chạy chóc theo năm tháng nha hàng bãi hàng cũ phía sau này có tem còn giấy khai sinh đầy đủ nha Đó. rồi đồ biêu nưa này việc bán cho quý vị hoặc bạn giá là 6 triệu 500 nghìn đồng bao phí vận chuyển đến tận nhà và việc cũng xin nhắc lại cái phương thức mua hàng là quý vị hoặc bạn nào chuyển khoản trước thì việc bán trước việc xin phép là không chờ không đợi nha không có chốt hàng bằng miệng nha có vài quý vị chốt hàng nói là mai chuyển tiền mốt chuyển tiền thì quý vị thông cảm cho việc khi nào mà quý vị hoặc bạn đi chuyển tiền được á thì quý vị hoặc bạn alo lại nếu còn thì lấy đôi coran này thì kích thước câu này âm thanh rất là hay nha quý vị ngang là 44 cao là 65 ngang 44 cao 65 chút xíu nó vị sẽ giật cái cần ra nha cho quý vị và các bạn xem và sâu là 29 rồi về phần thùng thì thùng gỗ lạnh nha quý vị đôi này là lo cổ Đồ này ghép âm ly đèn được luôn nha quý vị và các bạn Ghép âm ly đèn được luôn Công sức của lo này Đây là cái phần mà công sức và thông số kỹ thuật Độ nhạy là 110 dB Độ nhạy rất là lớn nha Công sức là 120W trở kháng 8 ohm Coran Đây là hai cái volume để tăng tiếng Trung và tiếng Chép Về phần thùng thì không bể nở Tuy nhiên hàng cũ theo năm tháng thì quý vị và các bạn biết nó có chày Đồ này nghe nhạc vàng Bororo thì tuyệt vời luôn Việc cũng đã có một cái clip test rồi đây về phần thùng ở phía sau ừ. rất là đẹp nha quý vị và các bạn đẹp theo hàng bãi mình chấp nhận nó mấy chục năm mà như vậy là chấp nhận rồi. quý vị thấy ở đây có một cái hai cái nút này khác là lý do là cái nút này nè nó rớt ra cái volume này thì còn zin cái nút này nó rớt ra rồi mình không có một cái nút nó giống như vậy thì mình lấy cái nút của cái lo khác mình gắn vô cho quý vị nha đó rồi nó không ảnh hưởng gì nằm ở phía sau để việc quay lại cho quý vị cùng xem cái uh, các tiếng lò cấu hình của dokogan bx1401 này gồm là một bát 40 nè một lỗ thông hơi phía trước à, một lo chung đường kính khoảng 16 và một trung hai tức là một trung cao á đường kính khoảng 13 14 và hai siêu chép còi hai chép giấy quý vị hoặc bạn thấy tất cả các tiếng loa đều đẹp nguyên bản nguyên zin chưa có qua sửa chữa hay là quấn con thay thế một bất kỳ một cái linh kiện nào trong loa bảo đảm với quý vị và bạn zin trăm phần trăm gần là gần vải cho nên không cần phải thay và đầu cu này cái giá chốt là 13 triệu 500 nghìn đồng và tất cả những cái mặt hàng ở uh, trên cái uh, video clip này việc báo giá là giá chốt giá không còn thương lượng nha quý vị và các bạn quý vị thông cảm này trước khi mà việc đưa ra một cái mức giá nào đó thì việc cũng đã cân đo đong đếm rất là kỹ rồi mình lời không có bao nhiêu tiền đâu quý vị và các bạn đó cho nên quý vị và các bạn thông cảm đừng trả giá rồi tiếp tục là mình chia sẻ đến quý vị và các bạn một số lo chép còi và để chia sẻ đến quý vị là cái đôi toàn giải 800 trăm nghìn trước đi đây. đây toàn giải 16 ôm hai bát 21 mũi nhôm gần vải tẩm dầu gần vải rất là mềm đầu này tiếng từ rất là hay quý vị có thể về độ chế lên thùng hoặc quý vị hoặc bạn thay thế cho một cái lo chung nào đó để hát karaoke ở nhà thì tuyệt vời con zin giấy zin màn zin tất cả thứ đều zin và tuy nhiên tại sao nó có cái giá 800 nghìn đó, thì đây là do vận chuyển về nó nhăn giấy một tí nè chỗ tay của việc nè nó không có lũng cũng không cách không gì cả nha quý vị nó vẫn hát tốt bình thường thôi lý do là nó 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 cấn rồi nó nhăn giấy một tí xíu thôi việc bán thanh lý cho quý vị đó. chiếc này thì còn khá là đẹp luôn việc bán thanh lý cho quý vị chỉ là giá là 800 nghìn đó, 800 nghìn cái cặp à, uh, toàn giải này quý vị nào chuyển khoản trước bán trước nha tiếp tục thì uh, việc chia sẻ đến quý vị hoặc bạn hai cái họng uh, cầu nha hai họng cầu gan thì đây là cái họng cầu gan uh, việc gỡ ra từ trong mấy cái thùng mà mấy anh tây độ chế á. cái họng cầu này là họng cầu của hãng test nhưng mà nó nằm trong cái thùng của mấy anh Mỹ độ chế uh, mấy anh tây á thì uh, đây là dòng test sức Mỹ à, chắc có lẽ quý vị uh, sẽ hỏi tại sao mà không có chữ không có gì hết mà việc uh, biết nó là của hãng potet thì đây là nè, quý vị và bạn cái ký hiệu này là của hãng potet nha cái hãng potet là một cái hãng rất là nổi tiếng về chép và toàn giải và lo toàn giải nó nổi tiếng cực kỳ luôn và các hỏng cầu này cũng rất là nổi tiếng đây cái ký hiệu nè đó ký hiệu này là được uh là đúc luôn nha quý vị chứ không phải là vẽ bằng vẽ bằng sơn gì lên đây đâu nha đó đó thì cái họng cầu này á về kích thước cầu gan kích thước là ngang chiều ngang là 27 và chiều cao là 11 và chiều sâu là 19 cầu gan mấy cái cầu này giờ rất là khó kiếm nha quý vị ở đây á, thì quý vị thấy nè cái dòng này nè là cái dòng này là của mấy ông tây mấy ông độ chế thôi tức là mấy ông lấy cái cầu này á, rồi mấy ông gắn dòng này vô để mấy ông là bắt cái chép khác vô đó nè mấy ông bắt ốc vô nè thì quý vị về gỡ ra muốn độ chế vô cái nào đó thì mình có thể là tiện cái cái dòng á, cho nó vừa rồi mình độ chế vô cái lo của mình nha quý vị và bàn. bạn thì việc bán cái hồng cầu không à và cái hộng còi này thì việc bán cho quý vị và các bạn giá là 2 triệu 200 nghìn đồng 2 triệu 200 nghìn đồng nha quý vị và các bạn Đó. Quý vị thông cảm đi Mấy cái hộng còi gan giá nó rất là đắt Và quý vị cũng biết rồi Những cái hộng còi mà ở Việt Nam mình độ chế, Việt Nam mình đúc Thì những cái họng như thế này người ta cũng đã bán cả hai triệu, hai triệu mấy rồi Nhưng mà đây là họng còi của hãng Mà việc bán 2 triệu 2 Thì đôi khi quý vị sẽ thấy 2 triệu 2 nó rất là lớn nhưng mà đôi khi mình có tiền mình cũng không có mua được cái hồng còi này với lý do là không có bán rồi à, quý vị và bạn ít có bán lắm rồi tiếp tục đây là một cái họng còi cũng trong thùng mỹ luôn thì cái họng còi này thì trong cái thùng mà uh, của mấy ông tây độ chế chung với cái cầu bên đây luôn nè mấy ông độ chế là cái củ loa của anh test vào cái họng còi lớn nè đây việc rõ rồi quý vị nghe. kiều rất là thanh luôn rất là dày nha quý vị dày nặng lắm nha quý vị đó chút xíu nữa việc đo kích thước cho quý vị xem thì cái này là do mấy ông tay độ chế cho nó mấy ông mấy phan lỗ nè mấy ông bắt cái cái mấy cái củ chép vô nè đó thì về quý vị hoặc bạn cứ nghiên cứu theo cái chép nhà mình đó như thế nào đó thì quý vị bắt vô đó nha quý vị đó mấy cái cầu này đôi khi mình có tiền mình muốn được lý do là ở ngoài thị trường ít có bán rồi thì về kích thước của cái cầu này cầu này là cầu mỹ nha quý vị kích thước của cầu này là sâu vô á chiều sâu vô là 30 sâu vô là 30 và ngang ngang là 41 đây qua đây là 41 nè sâu vô 30 nè và chiều cao chiều cao của cái họng này thì uh, chiều cao chiều cao là 12 chiều cao là 12 nha quý vị cái mình tính ở đây là chiều cao là 12 nha rồi quý vị thấy cái cầu này là thường quý vị hay kêu còi mỏ dịch gì đó cầu này thì cái kiểu cầu này á, là quý vị thấy là trong lo Sibel có nè lo anh tết là xin có nè ở mấy cầu này là đắt lắm rồi cái cặp cầu này việc chia sẻ cho quý vị và các bạn giá 3 triệu đồng cái cặp cầu lớn nè 3 triệu nha rồi ở đây việc có mấy cái cũ nè quý vị có thể gì mà về nghiên cứu độ chế nha có thể là mua cái cũ này về độ chế với cái hai hai cầu này được luôn còn mua cũ lẻ thì việc bán cũ lẻ thôi đây là cũ củ, cầu của nhật cái cũ này là mấy cái họng chép mà 450 á là mình vặn vô dừa nha đây là cái cái găng của nó nè đo cái cụ từ nha cái cụ từ là 9 9 9 cm và đây là 16 ôm da băng đây quý vị còi mấy cái củ còi mà 16 ôm đó quý vị tiếng kêu rất là hay 16 ôm nha còi này là còi 16 ôm đẹp khen hết quý vị và các bạn ra băng rồi thì quý vị về độ chế mình làm một cái ống răng để mình vặn vào đây nè. Đó. Giờ ở đây quý vị và các bạn nhìn thấy là keo keo này là không phải do mình sửa chữa hay là mình làm gì mà nó tèm lem vậy nghe, người ta đổ, người ta đổ để người ta giữ cái chỗ mà mà gắn dây nè, đó. Và ở đây là quý vị thấy người ta đổ keo để người ta giữ ốc nè. Và quý vị có thể nhìn nhìn sơ qua những con ốc quý vị nhìn sơ qua những con ốc qua ống kính điện thoại thì quý vị và các bạn cũng có thể thấy là những con ốc này còn vàng si si còn bảy màu luôn nó là cái cầu này còn rất là mới nha quý vị và các bạn đó còn về phần độ chế vô hai cái họng này thì nó rất là dễ rồi đó. Đó. ví dụ như quý vị và các bạn về mình nghiên cứu mình ra mấy anh thợ tiện kêu ổn tiện cho một cái dòng để về mình vặn nó vô đó như thế này là xong quý vị và các bạn rất là dễ thôi đó hoặc là cái cái cầu lớn này cái cầu lớn này thường là những dòng anh test rồi cũng vậy người ta cái cầu riêng người người ta sẽ bắt cái cũ vào đây hoặc là người ta làm thêm một cái miếng như vậy rồi người ta phan lỗ người ta bắt vào đó. ví dụ như cái này thì mình không không thể nào mà mình tiện cái găng để mình dặn vô đây được rồi đó cho nên mình làm thêm một cái mặt như thế này rồi mình vặn vô đây rồi mình bắt nó siết vào đây đó dạng như thế này thì rất là ok nha quý vị và các bạn rồi cầu này á, thì mình chỉ có duy nhất 3 cặp thôi ở trước này là bằng gan nha bằng chứ không phải bằng mũ đâu nha thì ở đây việc có 3 cặp việc bán cho quý vị và bạn 2 triệu một cặp cầu to 16 ôm 2 triệu một cặp nha quý vị và các bạn quý vị nào chốt trước thì việc bán trước nha rồi việc cảm ơn quý vị và bạn việc chào quý vị nha